Dạ, xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Bonsai Lộc Tĩnh miền Tây. Chào mừng đến với clip mới nhất trên kênh hôm nay. Ở đây là một cái địa điểm cũng quen thuộc các cô chú, khóm Định Thuận của thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay mời quý cô chú quay trở lại vườn của em Quốc Anh để giao lưu tham khảo một số cái mẫu cây bonsai trong vườn của em Quốc Anh giới thiệu đến quý cô chú. Thì hôm nay con thấy cũng có gồm nhiều cây rất là đẹp cô chú, lộc vừng nè, một số phôi nguyệt quế, rồi khế, me, đặc biệt là không thiếu thể thiếu bông trang ha cô chú, số cây trang bonsai đó, có thành phẩm có ha, chơi liền, rồi phôi lên lên tược cũng có luôn, nói chung là đủ các loại, đủ các kiểu. Thì mời cô chú cùng theo dõi chi tiết với anh em tôi con. Rồi anh chào quý anh ơi. Dạ em chào anh Khánh với lại cô chú anh chị xem kênh của anh Khánh ạ. Em tới clip này cũng lâu không lên clip, mong cô chú coi ủng hộ em cũng như mấy clip trước. Rồi. Và ủng hộ kênh Lộc Tĩnh miền Tây. Rồi, cô chú xem yêu thích thì dạ. Cho đầu tiên em vô cây lộc vừng một đăng ký ha, một like một đăng ký để mình tiếp tục giao lưu. Đầu tiên là cây số 1 anh ha. Dạ, cây số 1 là cây lộc vừng. Lộc vừng á em ha. Dạ. Lộc vừng lá nhỏ ha. Dạ. Lá này là lá nhỏ chứ hai em ạ? Lá này lá nhỏ anh Khánh. Rồi, lá to thì nó rất là to ha. Dạ, lá to nó to lắm. Một cây lộc vừng bonsai, nguyên một dạ. Cây củ rất là độc đáo ha cô chú. Cái dáng như là thú vậy em ha. Dạ, giống như cốc vậy anh Khánh. Giống như cốc ha. Này hơi trừu tượng một xíu ha cô chú. Mình chơi cây kiểng thì phải trừu tượng một xíu. Rồi. Chiều cao được 1m thế này. Cao 1m tính hết luôn ha. Dạ. Tán ngang cũng 1m luôn. Rồi tán ngang 1m. Em tính cái thân nó không là như à? Chiều cao cái thân nó không là như à? Chiều cao cái thân nó không là được 56. 56. Cây này liền lạc lắm cô chú. Nó lùn nhưng mà nó liền ha em ha. Dạ. Mặt cắt thì nó giấu cũng khéo lắm cô chú ơi. Đâu cái cổ này ha. Rồi ngay cái eo này luôn. Eo này được là 65. Rồi 65. Rồi mình, nếu mà mình đo cái bụng này là như này. Cái cổ này là rất là to ha. Cổ này ra được 103. Rồi 103. Dạ. Đây ha cô chú, 100 cũng được cô chú ơi. Dạ 100 thôi. Đặc điểm của cây này nó rất là gọn nha cô chú. Nó bệ dạ. Đế nó đóng rồi nè. Cái này thì Quốc Anh không có đo ha. Đây. Rồi cái dạ dưới này nè. Nói chung là cây này liền lạc em ha. Dạ liền lùng lạc. Lùng nhưng mà liền ha. Dạ. Cây này giấu rất là khéo cô chú. Sang vô cái chậu khác chơi. Rồi rồi em dừng ra đây. Đặc điểm này. Một cái mặt cắt ở đây nhưng mà nó giấu vô đây ha. Dạ. Nó giấu rất là khéo. Một mặt cái mặt cắt ngọn. Thì mình vô dây mình chỉnh sửa nhẹ nhẹ rồi vậy ha. Ngọn dạ. Đồ này nó có đầy đủ cho em ha. Dạ đầy đủ hết anh ha. Rồi giá giao lưu luôn em ơi. Dạ cái lộc vừng mã số 1 em giao lưu là giá 4,5 triệu em bao ship. 4,5 triệu ha. Dạ 4,5 triệu. Cây này rất là đẹp cô chú. Cây này ra cây mình nuôi những cái tai nó to to lên em ha. Dạ. Bẻ nhạo nhạo lên. Nhạo nhạo lên cây này cắt nhìn. Nước là ra bông anh Khánh. Rất là lùng lực cô chú, nhìn rất đẹp. Dạ. Đây. Rồi phía mặt đường cho nên nếu có hơi ồn á cô chú dạ. Thông cảm ha. Bự lắm. Đó, bự lắm. Đây. Nguyên một cái dách ha. Dạ đã lắm. Rất độc đáo. Đó. Rồi nhắc là giá rồi anh luôn. Dạ cây số 1 này em giao lưu là giá 4,5 triệu. 4,5 triệu. Dạ. Bao ship làm sao 200 km ha. Dạ mấy cây lớn lớn thì bao ship 200 km. Còn mấy cây nhỏ nhỏ thì toàn quốc được thì mình ship dạ, toàn quốc dạ, cho cô chú giao lưu rộng rãi ha. Dạ em xin rồi đổi luôn giúp anh luôn. Đây. Mong cô chú ủng hộ cho em Quốc Anh cũng như đăng ký kênh ủng hộ hết cô chú. Mình đăng ký kênh mình nhấn luôn cái chuông để có thông báo có clip mới nhất á, cô chú sẽ mình thấy liền, mình giao lưu nhanh luôn. Rồi, vườn Quốc Anh thì rất là nhiều cây độc đáo ha. Tiếp sau thì sẽ giới thiệu những cây lớn cho mình xem. Số 2 là một cái phôi nguyệt quế. Dạ, lá sắn bông chùm. Lá sắn bông chùm. Cây này cũng già cây lắm em ha. Dạ già cây. Cây này em mứng về em ấy rồi, em không có môi đới gì trơn, em đứng yên nguyên vậy luôn. Một cái cây dáng trực ha cô chú. Dạ. Trực mà tay cành đều hết trơn em ha. Tay cành dạ. Nó đóng cũng khá là hợp đây, lý. Mặt tiền nó lên hết. Đây mặt tiền đây ha. Dạ. Trực lắc. Đây. Chiều cao được 76. Rồi cao 76. Tán ngang được 55. Rồi, mình chiều ngang. Chiều ngang 55. Dạ chiều ngang 55. Rồi, mình đo cái thân giúp anh luôn. Đây nó sắn dữ lắm ha cô chú ha, cây già. Rồi, vị trí này 67. Dạ. Cái đế đó thì nó cắm xuống vậy đó em ha. Dạ nó cắm xuống, em cắt vòng vòng cái này gãy lắm anh khách. Rồi.
Cái chi này thì được 32. Rồi, chi 32 luôn. Đây, xa xa lại ha cho cô chú. Một cây dáng trực lùng lực, có dạ. Tay cành sẵn em ha. Dạ, có tay cành sẵn. Cái này nó chống khỏe nha cô chú, nó ra được hết trơn rồi, em mới vô lưu đó. Cái này có tay cành mình cũng mau chơi cô chú. Dạ. Chứ không phải như mà róc mía ha, nó dạ, xung dạ. Băng thì dạ đúng rồi. Rất là lâu. Cây nguyệt quế này bản số 2 em vô lưu giá 4 triệu. 4 triệu. Ship dạ. Sao đây em? Cây này thì em ship toàn quốc. Ship toàn quốc luôn hả? Dạ. Rồi, mình chơi dễ luôn ha. Dạ dạ. Ship toàn quốc luôn nghe cô chú. À, nguyệt quế lá sắn bông chùm cây nó già lắm cô chú ơi, nó sắn nó vặn như nè. Da nó đen thui luôn ha. Dạ. À. Em Quốc Anh sẽ ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi, rồi đổi cho cây ạ. Cây này ra một cái cây mình chơi một cây cổ coi chú, trực cổ. Số điện thoại của Quốc Anh con để trên màn hình cô chú, mình giao lưu mình gọi trực tiếp số màn hình giùm con, là lúc nào cũng là số của chủ vườn bán. Ồ, mấy cây này hơi khá nặng ha. Dạ nặng không anh hết á. Rồi mình cứ đứng đó mình hỗ trợ luôn cũng được anh ơi. Dịnh dịnh giùm. Dịnh giùm luôn đi. Thấy cái bạc chim con đó không ạ? Cái lưng à. Ồ oh, đây. Cây này cây trực mà nó cũng lắc khá cây anh Khánh. Rồi. Nó lắc lượng em ha. Dạ lắc lượng. Lại được cái nó nu hết trơn. Nó lắc lượng cái dáng nó vậy nè cô chú. Lắc lượng rất là nhìn rất là cổ. Nhìn già cổ lắm. Chiều cao được 101. Cao 1m1. Rồi. Bình thân được 63. Rồi, ngay vị trí này 63. Em đo dạ. Cuốc trên này cái giùm anh luôn nữa ha. Nó lên trên đó nó còn như đây. 53 ha. Dạ 53. Đây ha cô chú. Đế này cũng như cây kia của chú, nó cắm thẳng xuống không cô chú ơi. Dạ cắm xuống không. Nó không có môi gì trơn á. Yên nguyên vậy luôn. Chưa có môi, chưa gì hết dạ, luôn. Dạ không có đụng đạm gì hết. Tại rồi, mình chỉ bứng cái bầu bò lớn thôi. Dạ. Rồi em dình cái mặt này giùm anh. Dừng. Đây. Cô chú thấy không? Nó xù cục cục như, này, như bánh cam vậy nè. Đó, dài lên ha. Đây, có những cái nhánh này nó còn hoa luôn nè cô chú. Xù như mai xù vậy em ha. Nè, dạ. Trên này nó có những cái đặc điểm nè cô chú. Chân cành ngọn rồi nó đóng rất là khéo cô chú. Đây, cô chú thấy những cái chân cành đó nè. Nó phân bố á. À. Cái ngọn nó cũng giót em ha. Dạ, cái ngọn nó hả? Cũng còn bây giờ nó có chi cành sẵn hết trơn. Nó có chi cành sẵn hết. Lú hết trơn anh Thánh ơi. Rồi. Tướng Quốc Anh làm rất là kỹ ha cô chú. Dạ, em dán giấy bạc hết à. Cây nguyệt quế này mã số 3 này em giao lưu giá 5 triệu. 5 triệu. Dạ. Ship toàn quốc luôn không? Dạ, ship toàn quốc anh. Rồi, ship toàn quốc luôn. Không một bọng gì hết trơn em dạ, ha. Không anh. Chỉ có mặt cắt chân cành thôi. Dạ. Chỉ có mặt cắt chân cành thôi. Cái này già lắm rồi. Cô chú xem không rõ thì cô chú kết bạn Zalo để Quốc Anh gửi hình ảnh lại thêm ha cô chú. Tại dạ. Vì phía sau nó không có cái phông màn á, mình nhìn cũng hơi khó thấy chút xíu. Có gì cô chú không cảm giùm. Rồi. Có gì không gõ thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0931118575, đó cũng số Zalo của em luôn. Rồi. Quốc Anh cũng sẽ những cái đợt sau cũng sẽ làm chỉnh chu cho mình xem lại cô chú ơi. Dạ. Đang chuẩn bán bị kiếm mình ít tiền cái em làm cho dọn vườn ha. Luôn. Dạ. Dọn vườn cho chỉnh chu lại. À. Rồi em xin xuống cây luôn. Giá là 5 triệu em ha. Dạ 5 số triệu 3. Rồi đổi giúp anh luôn. Cây già cổ đã lắm cô chú. Nặng cô chú. Ba người khiêng nặng nha cô chú. Ba người khiêng nặng. Rồi tiếp theo một phôi nguyệt quế nữa. Rồi. Rồi cái phôi này lùng lực ha. Rồi để cho nó dựng lại đi anh này. Dính chưa, dính chưa? Đó, để. Đây nè. Cô chú thông cảm đợi chút xíu ha. Đây, mấy cây lớn lớn mình lên bàn xay để cho nó đứng lại hơi khó. Có được rồi. Rồi. Dạ, tiếp theo là mã số 4, cũng là nguyệt quế ạ. Nguyệt quế. Già đèn thui luôn em ha. Dạ, đèn thui. Già rất là đèn. Chiều cao được 64. Cao 64. Ngang được 64 luôn. Rồi. Cái này thì cũng dán trực ha. Trực có dạ. Tay cành sẵn hết trơn. Mấy cây này già cây lắm cô chú ơi. 58. Gần 57.
57 ha, chị dạ. Heo luôn ha. Dạ chị heo luôn. Rồi, đôi này dòng này, cái này nó nở nở quá trời nè. Nở vậy được 80. Rồi, 80. Dạ. Chị heo hết rồi. Rồi, em quay giúp anh dòng cho coi bộ đế đi. Cái này cũng cấm xuống luôn ha, mình dạ. cũng để nguyên gin nguyên bầu luôn. Chưa dạ. có khai thác, chưa mua. Em không có đụng chạm gì tới hết trơn á. Không đụng chạm này gì tới dưới này dạ, hết. Tại em giữ lại cái lớp rễ mền á. Dạ. Em thu lại trên vậy nè cho nó gọn nè, con chú đưa cậu nhỏ dễ chơi hơn. Rồi. Đây. Nó là một thân một cốt nha cô chú. Dạ. Lên tới trên khoảng này nó mới chia cành ha. Đây, chia cành đây. Cái chia cành này mọc cũng đẹp. Rất là khéo ha. Dạ cũng khá cây. Nói chung là cây lực lắm cô chú ơi. Nãy mình đo là 8 ổ lộn là cái hoành thân này là 50 mấy đúng không em? Dạ, em đo lại. 57 8. 57. Dạ 57. Rồi. Rồi giá luôn quá anh ơi. Cây mã số 4 này em giao lưu giá 4 triệu. 4 triệu. Dạ. Em cũng rồi. Nhận bao ship ạ. À. Mấy cái phôi này là phôi lựa không ha? Phôi dạ, em lựa không chú. Mấy cây này cây già hết rồi cô chú ơi. Cây lâu năm. Da nó già, nhìn ở ngoài nó đang thui giống như là cái màu da của cây tùng vậy. Con à. Chậu lên chứ. Rồi, tới cái gì đây? Tới một cây trong chậu ha. Dạ, cây trong chậu. Cũng nguyệt quế luôn. Dạ, nguyệt quế luôn. Rồi. Nguyệt quế rồi khế rồi bông trang của chú me nữa. Nói chung là bữa nay nhiều cây đẹp của chú ơi. Cô chú theo dõi từng cây giúp con ha. À. Đây là một cây nguyệt quế thuần chậu em ha. Dạ, đã nuôi có tay cành. Dạ. À, dáng nó nằm vậy nè cô chú. Bông dữ lắm bông. Rồi. Đang còn bông nè em ha. Dạ. Đây. Bông rất là đẹp. Chiều cao được 69. Rất đẹp và rất thơm. Tán ngang được 66. Rồi. Mình thân tại vị trí này là được 42. 42. Em đo cái củ này kìa. Củ này là được 60. Rồi 60. Ờ nó cũng nằm vậy đó ha. Nó dáng dạ. nó nằm vậy đó cô chú. Nằm cũng điệu đà lắm. Nó đó. Có hai cái mặt cắt lên này em ha. Dạ. Cắt nó kéo cũng khá nhiều cô chú. Dạ thường thường người quế giật lại thì nó phải khó nó mặt có cắt. Nó có một cái gọng chữ C. Dạ. À, dáng cong chữ C. Rồi cái này về mình tùy chỉnh thêm ha cô chú, mình dạ. Bung tàn ra gì đó tùy mình ha. Rồi Quốc Anh cũng bẻ sửa cho mình cái định hình những cái chi này nè. Dạ có sẵn với mấy cái này điện thêm, em điện thêm nè. Sau này mình đệm thêm. Dạ. Rồi cây này giá luôn em ơi. Dạ cây này em giao lưu giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. Dạ. Rút chậu ra ship toàn quốc hay sao? Dạ rút chậu ra anh khách. Thì chậu xi măng này cũng không có nhiều rồi, tiền. Ship toàn quốc luôn cô chú ơi, 2,5 triệu. Phôi gọng chữ C rất là đẹp cô chú. Dạ. Rồi em chinh cái này có sẵn luôn rồi. Dạ em chinh xuống cây. Rồi đổi giúp anh luôn. Rồi tới gì nữa đây? Đây còn cây nguyệt quế nữa. Một cây nguyệt quế. Cây này thì đặc biệt có cái cành phóng ha. Dạ. Đây. Cái gì dính ống nước luôn hả? Dạ ống nước cây này của người ta chơi mà. Đây cô chú, một cây cành phóng rất là độc đáo ha. Dạ. Đó sau này mình là cái này nhắm mắt chơi cũng được nữa nè cô chú. Chiều cao được 52. 52. Nó có sẵn vậy nè. Tay cao được 79. Rồi. Nó có sẵn vậy mình muốn không lợp giống nó cũng không được ha. Dạ, nó đây. Có sẵn vậy. Đây hai cô chú hai bên này. Đó. Có cái rất là độc đáo ha, cây này. Đó. Cây này giao 43. Rồi, quanh thân đó là 43 ha. Dạ, quanh thân 43. Rồi, cái ống nước này nó ép dính luôn. Dạ, mình gỡ được, mình gỡ được. Chứ. Tại em chưa gỡ thôi. Chưa có gỡ thôi. Dạ. Đây, một cây cành phóng. Nó cũng già cây, nó nu nu mấy cục nè khách. Em đo cái ngọn này coi, nó còn có chút xíu luôn cô chú. Đặc biệt nó giót ha. Dạ. Làm cái cây này rất là đẹp nè. Cây bonsai độc còn có 6 à. Rồi, 6. Đây. Lú mầm hết rồi. Lú mầm hết trơn ha. Dạ. Đem về cũng 10 bữa lú mầm hết rồi. Mầm lú nhiều rồi hết chú chưa. À. Cây này có giọng cũng đẹp á. Rất là độc ha. Dạ. Rồi giá luôn em ơi. Dạ cây này em lưu giá 4 triệu. 4 triệu ha. Dạ. Cũng ship toàn quốc ha. Dạ cũng ship toàn quốc. Rồi. Rồi em xin xuống cây luôn. Rồi đổi giúp anh luôn. 4 triệu cô chú ơi. Rồi mã số mấy rồi? Rồi cho cây khế đây. Tới mã số 7. Mã số 7. Dạ.
Mã số 7 là một cây khế rất độc đáo của chú ơi. Dạ. Đây cây khế. Đây. Đây mặt tiền nó đây. Mặt tiền đây ha. Dạ. Cây khế này có cái bộ đế. Nó dạ. là cái bộ đế luôn em ha. Cái dạ. thân nó rất là ít cô chú. Dạ thân nó ít, rất là ít. 72 chiều 72. cao. Đây ha cô chú. Đế sổ này... của nó là được tính từ đây. Đây là được 50. 50. Đế sổ. Cái này cũng rất là dễ chơi cô chú. Nó định hình sẵn hết trơn rồi nè. Nó có tay cành, cành có sẵn hết. Cho em đo cái cổ nhỏ nhất nó. Cổ nhỏ nhất của nó là được 36. Rồi 36. Tới vô vị trí thứ hai là chỗ này là được 73. 73. Dạ. Rồi. Đây là được 60. 60. Dạ, 60. Em đo cái chiều sổ coi, từ cái này xuống cái này giùm mình coi. Đúng rồi. Cái đó mình tạm bỏ cái thân đi ha. Dạ, cái này tới đây là được 56. 56 ha cô chú. Dạ. Rất là độc đáo, em quay giúp anh vòng. Đó đọc luôn. Rồi, đo cái đoạn luôn. Đọc còn được 11. Đọc, chỉ 11 thôi. Dạ. Rồi. Rồi quay quay giúp anh nha. Cái khế này già lắm mà cô chú ơi. Nó nhìn ở ngoài nó già cổ lắm cô chú. Dạ. Có điểm một bọng hay là cái gì không em? Dạ còn mặt cắt này nó kéo chưa hết hay là khác còn chút xíu còn hai ngón tay nữa. Chỉ có mặt cắt, mặt cắt cũ ha. Dạ. Ngoài ra đây. Là không có đây. Với đây mặt cắt đây. Đây, mặt cắt đây thì nó kéo. Dạ, chỉ vậy thôi à. Nó bò vô hết rồi cô chú. Dạ, nó sành bò hết rồi. Mà khế thì không sao cô chú ơi. Khế đối với khế thì nó rất là dễ. Còn cái da nó vẫn sống. Cây lên chậu đạt đã lắm. Này mình lên chậu ha. Nuôi dạ. ra tay cành nhẹ nhẹ cái là rất. Tại tay cành nó có sẵn hết rồi, cái này cũng chơi cũng lâu rồi. Tay cành cũng nhạo nhạo ha. Dạ. Rồi giá luôn em ơi, cái dạ, khế, cái khế này em vô lưu giá 5 triệu. 5 triệu. Dạ. Cái khế này lên chậu rất độc đáo của chú. Dạ. Phía dưới này nó có một cái chân rễ nó ngang của chú. Phía dưới dạ. này còn nhiều lắm. Nó còn xuống dưới lắm á. Rồi. Rồi em xin xuống cây luôn. Khế già. Rồi tiếp theo. Rồi, tới tiếp theo mã số 8 là cây me. Tới cây me ha. Dạ. Khế rồi tới me ha cô chú. Me cũng quái nữa cô chú. Me quái. Me này me chua em. Dạ me chua anh khách. Có thấy trái chưa? Dạ đã có trái rồi. Có trái rồi luôn hả? Dạ có trái rồi. Đảm bảo luôn ha. Đảm bảo anh. Rồi có trái rồi luôn nghe cô chú. Đó, một cây me quái. Gần như thành phẩm hết rồi cô chú ơi. Chiều cao được 63. Đó. Thành phẩm mà theo kiểu vô dây cô chú. Tán bay của nó là được 1 mét. Cao 63, bay dạ. 1 mét. 1 mét. Ở đây gần đường hơi ồn cô chú. Tán ngang được 70 này. Ngang 70, trụ rộng tàn 70. Dạ. Quỳnh tại đây là 28. 28. Rồi. 28 quỳnh. Đế luôn đi em ạ. Đế thì nó cấm đều vậy nè cô chú nhưng mà nó không đặt ha. Ở trong thì dạ, nó vậy nè. Được 89. Rồi 89. Đây. Để nó nôm dạ. Nôm những cái nôm mà còn cái thân nó thì nó có một cái đường chuyển ngay đây nè cô chú. Đường co ngay đây rất độc đáo ha. Cái này em mới sắp lại ngày hôm qua. Mới sắp lại luôn em ha. Dạ em mới sắp lại hôm qua luôn. Rồi em cứ quay quay giúp anh đây. Khi đem về thì nó ra bóng tàn đẹp lắm á. Rồi trời chuyển mưa luôn. Rồi hình ảnh không rõ thì cô chú cứ liên hệ trực tiếp giúp con ha cô chú. Dạ. Quốc Anh cái nào à, cô chú liên hệ và em cung cấp hình ảnh thêm. Rồi mình bổ sung thêm. Dạ. Chính xác luôn cho mình giao luôn. Cây này thì con thấy nó không có nhiều cái đặc điểm lỗi ha, chỉ có những số mặt cắt nhỏ 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 dạ, thôi. Mặt cắt nhỏ nhỏ hơn hết. Hầu hết là mình nhìn bề ngoài là thấy nó liền lạc hết. Dạ, đa số là nhỏ lắm, không có bự lên mặt cắt đó. Mà đặc biệt là có trái rồi luôn. Dạ. Chua. Rồi, rồi giá luôn em ơi. Dạ cây me này em vô lưu giá 4,5 triệu. 4,5 triệu. Dạ. Ship sao đây? Em cũng vẫn bao ship. Bao ship toàn quốc hay là ship sao? Bao ship toàn quốc lên ha. Rồi bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Cái này đi đóng cái kiện đi đúng không em? Dạ đúng rồi. Cái cây này gần như thành phẩm của chú. Dạ làm thi mấy cây giờ á. Đi ship đi nó chi phí nó cao cô chú có gì cũng thông cảm giùm. Rồi giá là 4,5 triệu em ha. Dạ. Me chua đã có trái rồi luôn nghe cô chú. Rất độc đáo. Rồi em xin xuống cây. Rồi đổi giúp anh luôn. Mã số mấy rồi? Mã số 8 à. Số 8 ha. Dạ. Nhớ số nữa không thôi rồi. Tới Mông Trang là mã rồi. Số 9. Phía sau này là nguyên lô Bông Trang hả? Dạ Bông Trang. Rồi số 9 là bắt đầu tới Bông Trang ha cô chú. Dạ. Nguyên một lô Bông Trang bonsai đẹp cô chú ơi. À, một cây đỏ lá nhỏ em ha.
Dạ, cây đỏ lá nhỏ. Dáng song siêu hai thân ha. Đây. Chiều cao được 36. Rồi, cao 36. Tán bay của nó được 62. Cây này đang ôm nụ quá trời ha. Dạ, tán ngang nó được 38. Rồi. Anh đo hoành tổng hai thân. Tổng hai thân là được 33. Rồi, 33. Thằng ba này thì được 16. Rồi, được 16. Đây. Thì mình mới vô nước dây đầu hay gì em? Dạ, mới vô nước dây đầu. Nó cũng ấm ấm tàn à. Rồi. Trong một cái chậu cũng nhỏ nhỏ. Dạ. Xinh xinh cô chú. Chậu bát tràng ha. Dạ, chậu bát tràng. Rồi, cây này giá sao đây em ơi? Dạ, cây bông trang mã số 8 này em giao lưu giá 2 triệu. 2 triệu? Dạ, 2 cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ, cũng bao ship toàn quốc. Không chậu hay sao? Dạ, nếu mà có tiện thì em ship chậu giùm cho, mà mấy chậu này đa số đi nó hay bị bể á. Rồi. Cô chú chậu ra. Rồi. Luôn chậu cô chú ơi, còn nếu mà tới chỗ bể thì cô chú thông cảm ha. Dạ. Mà mình báo vậy luôn đi. Dạ, báo vậy luôn. Rồi, giá là 2 triệu. Dạ, em xin xuống cây. Rồi, một cây đỏ lá nhỏ rất là đẹp cô chú. Cốt to luôn. Tiếp theo mã số 9 cũng là bông trang. Rồi, mã số 9. Cây này cũng ấm tàn rồi cô dạ, chú ơi, tròn tàn hết trơn rồi. À, tròn tàn rất là đẹp. Trong nguyên một cái cụm mà nó ép sát với nhau luôn vậy nè cô chú. Đo trước nguyên cụm này, nó ép dính luôn á, dính luôn. Ép sát gạt luôn. Mà cắt tôi nghe Quốc Anh xử lý là nó kéo quýt hết trơn. Quanh tổng cụm nó là 39. Rồi, tổng cụm 39. Nếu đo riêng lẻ cái cụm đó không á. 29. Rồi, 29. Dạ. Rồi, đâu thân đại diện nè. Đại diện là được 16. Rồi, 16. Đây. Tàn nó tròn vô ấm hết trơn. Chiều cao là được 59. Cao 59. Tán chiều này được 90. Rồi. Chiều ngang được 60. Cây thì đang ôm nụ ôm đọt rất là nhiều. Quốc Anh sữa cũng ấm tàn, một nước dây cô chú. Dạ. Rồi, cây này giá sao luôn em ơi? Dạ, cây trang này em giao lưu giá 3 triệu 2. 3 triệu 2 ha. Dạ. Đây, bộ đế nó này ha cô chú. Dạ. Đó. 3 triệu 2. Dạ, 3 triệu 2. Bao ship toàn quốc luôn. Đang quay trời chuyển mưa cô chú ơi, cũng thông dạ, cảm. Tiếp theo. Ba triệu hai. À, cái cây này là một cây cũng trong nguyên một cụm luôn cô chú. Dạ. À, dạng tàn đa. Tàn đa, quýnh tàn đa. Tàn đa tròn vo luôn cô chiều chú. Chiều cao nó được có 33. Cao chỉ 33 thôi. Tán hiện tại nó được 58. Rồi. Đây. Em đo tổng cụm. Tổng cụm nó được 33. Rồi, tổng cụm là 33. Dạ, em bỏ cây đó ra. Cây này có đế luôn cô chú, đế đẹp luôn. 28. Rồi, 28. Còn cái cục đế có tròn vo của nó là được 49. Rồi, 49. Dạ. Đây. Cây rất là sung khỏe em ha. Dạ, đang khỏe ra nụ hoa rất là nhiều luôn nè cô chú. Cũng bể nước dây đầu em ha. Dạ, nước dây đầu những tiên. Những cái tay nó nè cô chú, rất là vừa vô dây ha. Còn dư tay nữa nè. Số này thì chưa bẻ ha. Dạ. À, cái này về chi... mình hoàn thiện thêm. Dạ, cái này anh chơi lùng. Nguyên cái cụm lùng rất là đẹp. Chơi lùng thôi. Rồi. Cái này đem về Tết nay đóng chân luôn. Đúng rồi, cái này chơi Tết luôn ha. Dạ, rồi giá luôn em ơi. Dạ, cái này em giao lưu giá 3 triệu. 3 triệu. Dạ. Luôn chậu ha. Bảo dạ, ship toàn quốc luôn. Dạ. Lỡ như có bể thì cô chú không cảm giùm. Rồi, cái mã số này là 11 đúng không? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Mã 12. Dạ. Rồi. Cũng là trang đỏ lá nhỏ. Nếu có lộn gì cô chú chụp màn hình gửi lại giùm coi ha. Dạ. Cái mã gì? 12. Đây là một cái cỡ cũ rất là to nghe cô chú. Đó. Chiều cao là được 49. Cao 49. Tán ngang là được 56. Rồi, nguyên một cái củ rất là độc đáo của chú. Cây già. 39. Rồi, 39.
Cũ nó gọn em ha. Dạ, để nó cắm xuống không rồi. Cái này nó hiện tại nó có một cái lỗi. Đâu? Đâu rồi? Đây, nó có cái cọng rễ nhỏ xíu này nè. Một cái cọng rễ nhỏ ha. Dạ. Rồi. Nó chạy một mạch đó, nhẹ đó. Không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Dạ, cây thì vẫn sống khỏe bình thường. Rồi. Cây tươi tốt bình thường. Dạ. Hàng này hàng chi tết của chú ơi. Rồi, mã 12. Dạ, mã 12. Cây trang đỏ tiếp theo. Tiếp theo. Rồi, cô chú xem kỹ giúp con ha, rồi mình giao lưu với cô. Hàng này là hàng trang xưa nghe cô chú ơi. Rồi, hàng trang xưa. Dạ, trang xưa hả? Rồi, giá luôn em ơi. Dạ, cái này em giao lưu là giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Dạ. Luôn chậu cũng luôn bảo ship toàn quốc cho mình nghe cô chú. Ship toàn quốc luôn. Dạ. Chú có yêu thích thì mời gọi liền cho dạ, anh hay xuống màn hình. Rồi. Theo là mã số 13. 13. Mấy cái này giờ cũng mua cũng ít rồi, không còn nữa Khánh à. Cốt to là không còn nữa em ha. Dạ. Cây thác hết rồi. Chiều cao hiện tại là 57. Cây này cũng đẹp lắm cô chú. Tán của nó là được 65. Rồi, 65. Cái này một cốt luôn em ha. Dạ, một cốt sạch sẽ. Một cốt sạch sẽ luôn. Hoành 25. Rồi, hoành 25. Đây. Cái này là được còn 20. Rồi, 20. Thân đó là 20 ha. Dạ, thân bên này nhỏ hơn chút. Dạ, thân này nhỏ hơn chút. Đế là có luôn cô chú. Em quay giúp anh dòng ha. Đế dạ. Cộng to to không em ha? Dạ. Đế lực gấm lực lực lắm. Đây. Bên này thì nó hơi lép ha. Mặt dạ. Này thì nó đầy đặn ha. Dạ, mặt tiền này thì nó thiếu. Dạ, mặt tiền thì nó quá đẹp. Rồi. Trên này cái hàng này thì bây giờ cũng không còn nữa. Một số thì Quốc Anh đã vô dây rồi ha. Dạ, một số rồi. Thì chưa. Cô chú thấy nó ôm nụ không? Dạ. Rất là nhiều luôn. Cây này ra một đúng cây bonsai lực luôn. Dạ, cây này là thêm nước hay nước dây nó đẹp lắm á. Rồi giá luôn em ơi. Dạ, cây này em giao lưu giá 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Dạ. Rồi cũng ship toàn quốc em ha, luôn dạ. Chậu luôn. Dạ, luôn chậu luôn. Rồi. 4 triệu rưỡi ha cô chú. Đó. Một cốt to em cô chú. Dạ, một cốt to. Rồi, đổi giúp anh luôn. Cây luôn. Tiếp theo là mã 14. Bốn cũng là trang đỏ lá nhỏ luôn. Đỏ lá nhỏ luôn, nguyên một chiều cái cao được 39. Luôn. Cao chỉ 39 thôi. Dạ, tán bay của nó được 70. Rồi, bay 70. Mấy cây dòng của Quốc Anh giao lưu này về mình chơi Tết được hết luôn ha cô chú. Ra ngày Tết luôn. Cục này bự lắm á hết. Đợt bông này là mình xuống bông mình chơi Tết được loại vừa luôn. Tổng cụm nó được 51. Rồi, tổng cộng là 51. Dạ. Ở dưới này nó dính liền khéo lắm anh Khánh. Để em lắp lại á. Đây cốt chính của nó. Nguyên một củ đặt hết trơn luôn em hả? Dạ, đặt hết luôn Khánh. Hiện tại đây là được 20. 20 ha. Dạ, cốt đại diện nó 20. Rồi. Rồi quay giúp anh này. Cũng khá là ấm tàn em ha. Dạ. À. Chậu này là chậu 4 quá ha. Chậu dạ. Này gói cỡ chậu 4 luôn đúng không? Đây, mặt tiền chính ở đây cô chú ơi. Dạ chậu 4 hết. Chậu 4 ha. 2 4 5 thân em ha. 5 dạ. Thân chưa giờ em để đây. Đây thấy cô chú. 5 thân, thân này là 20 ha. Dạ, ngũ khúc. Nguyên một trong cái cụm đặc luôn. Rồi, cây này giá luôn. Cây này giao lưu 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Dạ. Mã số máy đây, 14 ha. Mã số 14. Em xin xuống cây luôn ạ. Rồi. Rồi, nguyên lô bông trang đỏ không em hả? Dạ. Rồi, mã số 15. Mã số 15. Một cái cây dáng siêu siêu bay bay vậy đó. Siêu bay bay, dạ. Cũng tàn là... Này thành phẩm luôn em hả? Dạ, thành phẩm hết dây luôn anh hết. Hết dây luôn, cốt to luôn nha. Cốt của hiện tại nó được 20. Rồi, 20. Dạ. Dưới này mình lấy chi nhỏ nhỏ chơi ha, giống như chi tử ôm nhỏ dạ, nhỏ. Dạ, cho nó có duyên vậy đó. Rồi. Cô chú nào không thích thì về cứ cắt bỏ không sao. Chiều cao 52. Cây này rộ bông rất là đẹp ha cô chú. Dạ. Tàn nó mịn. Bay được 95. Rồi. Đó, cô chú thấy. Cây này hết dây rồi. Cái cây lá này là bắt đầu nó ra bông nè ha. Dạ. Nó đang ôm nụ
ôm đọt rất là nhiều cô chú, nó ra đọt non á. Đây, xa xa ha. Cây này hết dây luôn rồi. Cho cô chú xem. Hết dây luôn, thành dạ, phẩm hết trơn luôn. Thành phẩm luôn rồi, dạ. Nó theo em cũng lâu rồi, giờ cô chú nào ấy đem nó về đi. Nó mến chủ ha. Dạ, nó mến em quá. Rồi. Em nuôi nó hết rồi. Cây này giá sao đây? Dạ, cây này giá 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Dạ. Cũng ship toàn quốc luôn ha. Dạ, cũng ship toàn quốc. Trong một cái chậu rồng của chú ơi. Dạ. Chậu này cũng khá nặng á. Chậu này nặng lắm cô chú. Cho em để đẹp luôn, hơi hết tiền luôn ạ. Đế nè. Đế rất là đẹp của chú ơi. Đó. Rồi trải dài ra đây nè. Dạ. Số này nó cắm suốt. Rồi, cái thân nó liền lạc vậy nè. Đó. Sữa dây là thành phẩm luôn anh. Dạ. Rồi. Rồi 4 triệu rưỡi ha. Dạ 4 triệu rưỡi. Anh thúc cây, xin thúc cây. Tiếp theo là mã mười mấy đây? Mười lăm. Chắc 15 á. 15. Dạ, 15. Rồi. Đây. Cái này em chưa có sửa kịp. Thì em bán em ấy giường em lắp đất đồ này kia là em bán luôn. Cây này thì chưa vô dây ha. Dạ chưa. Đây, nguyên một cái cụm luôn. Nguyên cái cụm nó được 54. Ờ 54. Củ lớn lắm, Khánh, củ tròn vo luôn á. Rồi, củ tròn luôn. Đo thân đại diện của nó là được 17. 17. Dạ. Đây. 15, dòng, 16, 17 không? Dòng trang này hiện giờ thì giá rất là mềm mại rồi đó cô chú ơi. Dạ. À, như trước đây là mấy cây này là còn gấp đôi với em ha. Dạ gấp tiền. Đôi em thi mua không được nữa anh Khánh. Rồi. Hiện giờ thì nó mềm mại lắm rồi. Đây, cây này thì chưa vô dây nha cô chú. Về mình dạ. Kéo tay mình vô mấy cái này là vừa luôn đó cô chú. Vừa cao hiện tại nó tính là 59 thôi. 59. Chơi nguyên cái cụm rừng. Dạ. Tháng hiện tại nó tính 60. Rồi. Cây nó giống như là bàn tay vậy anh Khách. Rồi giống như bàn tay ha. Dạ em tính sửa vậy. Rồi. Rồi giá luôn em ơi. Dạ cây này em giao lưu giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Dạ. Em cũng nhận mã số 15 ấy cô chú. Mã số 15. Ờ. Dạ em xin xuống cây ạ. Cô chú thông cảm giùm con, trời chuyển mưa mình không có hình ảnh, nó không có được sắc lắm. Rồi. Dạ. Một cây dán bay, một cốt luôn. Một cốt luôn. Cũng rất là độc đáo, cái thế rất là độc đáo. 73. Nó ba gan khúc nó mới chia ra hai thân. Bay từ đế gây tử cái con luôn là được 90. Rồi, 90. Em chỉ cho hoàn thân tổng vậy. Là 29. 29. Cái này. Còn thân này được 17. 17 ha. Dạ. Nó lên cả 2 tấc em ha, để nó dạ. Mới chia ra hơn 2 tấc, hơn 20 xăng nó mới chia ra hai thân vậy nè cô chú. Đó. Ở dưới thì Quốc Anh làm một cái cây tử ôm cái nhánh tử nhỏ nhỏ cho nó chống cái đỡ chống cái gốc em ha. Dạ là chống mà cái gốc có duyên nữa. Rồi giá luôn em ơi cây dạ, này. Dạ cây này em vô lưu giá 2 triệu 7. 2 triệu 7. Dạ. Cũng ship toàn quốc luôn hả cô chú? Dạ cũng ship toàn quốc luôn. Mấy cây này là đảm bảo với cô chú là mấy cây đang sung khỏe hết nha cô chú. Dạ không có bị si, không có bị gì hết chú ơi. Có bị gì thì em nói. Rồi. Mình báo chính xác luôn ha. Dạ em xin xuống cây luôn. Cô chú thấy ôm nụ nè, rất là nhiều nè, rễ rất là khỏe luôn. Rồi. Rồi mã này là mã mười mấy đây? 18. 18. Cây này là cây trà anh Khánh. Cây trà gì em? Cây trà hàng rào của miền Nam trồng á. Kêu bằng cây trà đúng không? Dạ. Có tên gọi khác gì không? Cái cây này thì dạ, không gành lắm ha. Dạ em cũng không gành lắm, thấy nó dài dữ lắm à. Rồi cô chú chưa dừng lại cho anh coi. Nó có bông có trái luôn hả em ạ? Dạ nó có bông có trái. Giống như cây trà Phú Kiến vậy hả? Nhưng mà không phải hả cô chú? Dạ cái lá không phải trà đó. Đây. Trà này đi anh ta mấy ông lão ngày xưa trồng hàng gào lẫn hết cho nó vuông vuông đó. Cắt cụm á hả? Dạ cắt cụm á. Cắt hình đó ha. Dạ nhưng mà cái một gốc bự kia là nó không có, nó ít lắm. Rồi. Đa số nó nhỏ nhỏ không à. Đây hả cô chú? Một cây trà. Dạ. Dán bay. Dạ dán bay. Dạ lắm mà chơi cây lạ đi cô chú ơi. Cây này cô chú về mình phối tiểu cảnh gì đó ha, cũng được. Dạ. Đây.
Rồi đo luôn em ơi. Kêu bằng cây trà thôi ha, chứ dạ, mình cũng dạ. Không biết gọi là tên gì khác nữa cô chú. Chiều cao được 52. Cao 52. Bay ra là được 1m07. Rồi, bay 1m07. Mình thăng vị trí này là được 36. Rồi 36. Dạ. Đó. Cây này tốt. Mình cắt cụm ở trên vậy đó em ha. Dạ, chơi cho con cây lạ. Chơi có cây lạ ha, đủ dạ. Kiểu đủ cách chơi hết trơn cô chú ơi. Phong phú đa dạng luôn. Dạ. Mời cô chú ủng hộ cho em Quốc Anh ha. Rồi giá cây này luôn dạ, là cây như này em ơi. Cây này lưu giá 1 triệu 2. 1 triệu 2 rồi ship sao? Em bao ship đi. Bao ship. Dạ. Bao ship 200 cây hả hay là sao? Hay là ship toàn quốc? Ship toàn quốc cũng được. Ship toàn quốc luôn ha. Dạ, em cây này ship. À. Ship đi cũng căng cô chú. Dạ. Nó bay xa xa nè, rồi nó có những cái tai cành nè cô chú. Mình phải giữ lại mấy cái này chứ ha. Dạ giữ này lại. Đó. Cũng rất là độc đáo của chú. Rồi em xin trúng cây luôn. 17 em ha, mã số 17, một cây trà 1 triệu 2 cô chú ơi. Tới... 2 người B. Dạ. Là cây mai chú thủy. Rồi 18. 19 thế này. 19 hả? Dạ 19. 19. Một cây mai chú thủy chung nu em hả? Dạ. Dạ không. Cây này cây lá chung hay lá nhỏ gì đó Khánh em cũng không cần cây này. À đây thì lá chung nè ha. Dạ, lá này chắc lá chung quá. Lá chung. Mà cái cốt nó có ghép vậy không em hay dạ là không, nguyên gin ha? Gin anh. Rồi vậy là dòng chung nu cô chú ơi. Mà biết nu gì thôi. Dạ, chiều cao được 49. Rồi cao 49. Ngang được 52. 52. Cái cốt này cũng một cốt to cô chú. Dạ to. Nguyên một cục to luôn. 60. Rồi 60. Lên cái này luôn. Cái này được 48. Rồi, không ghép gì cho ha. Dạ không, cái ghiên anh. Ha. Dạ ghiên. À, nó ra số tài cành nhỏ nhỏ rồi. Vậy nè cô chú đó, có định hình nhẹ nhẹ nè. Dạ. Đây, cái dách bên đây nhìn cũng to và tráng. Cái này bỏ lên chậu đẹp đẹp thì bông nó nở. Xuyên bông lắm anh Khánh ơi. Rồi, mình bẻ mấy cái tay này cho nó nhạo nhạo chút xíu ha. Dạ. Vừa chơi lâu dài mà vừa chơi hoa luôn cô chú. Dạ, cây mã số 19 này em vô lô giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi em hả? Dạ. 60 hoành hả cô chú, nguyên nguyên cục cục. Bự á. Dạ. Đúng bồ sai lùng lực luôn. Em xin xuống cây luôn. Rồi. Mã số 20. 20 là cây mai Vạn Phúc. Mai Vạn Phúc. Dạ. Đây, nghe cái tên là thấy đẹp rồi ha. Dạ, chiều cao được 60. Đây cô chú ơi, cái hoa nó tán chiều này nó được 79. Cao 60, ngang dạ. 79. Dạ, 79. Quỳnh thăng được 43. Cây lùng lực em ha. Dạ, 43. To, gốc to mà cái thân nó cũng cây, khéo. Vạn Phúc mà gốc được lớn cũng ít lắm anh em ha. Dạ. Đây. Đó, cô chú xem kỹ cô chú, cây sạch sẽ, cốt sạch sẽ ha. Dạ. Mai Vạn Phúc nó sắp đều hết trơn, không có chổi mắt mình nữa. Nhìn nó gọn gàng đẹp. Mai Vạn Phúc cái nghe dạ. Cái tên cái là chưa em cái mặt bông này bên đây nhiều nè, cho cô chú xem mặt bông dạ. Mặt hoa cái em mới nhấp á chứ hôm nó nở trắng bạch luôn, nó giống như mai chú thủy rồi vậy đó cô chú. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hình như cái này nó hoa nó không có thơm. Dạ, đúng không? Hoa nó không thơm bằng, không thơm bằng chú thủy. Nó được có cái tên thôi, Mai Vạn Phúc nghe cô chú. Dạ. Rồi giá luôn em ơi. Cây này em vô lưu giá cũng 1 triệu rưỡi luôn. 1 triệu rưỡi luôn. Dạ. Ship toàn quốc luôn ha. Dạ. Rồi, cây rất là gọn gàng đẹp cô chú. Rồi mã số 21. Mã cuối clip hết rồi. Cuối clip hả? Dạ. Còn cây nào nữa không? Dạ không. Rồi 21. Một cây cần thăng. Một cây cần thăng. Dạ. Rồi, cần cây cần thăng tiến. Rộng chữ C. Chiều cao được 68. Có tai cành, có ngọn. Ngang 68 luôn hả nè, số đẹp quá. Đang dẫn cái chi này ra đúng không? Dạ. Đang nuôi cái chi này thêm, dạ, đang dẫn ra. Hoành của nó là được 28. Rồi, vị trí đó là 28 của chú. Nó thân nó cũng gồ ghề xù xì ha. Lắc dạ, đây là già lắm hả nè. Hoành cái tổng đế này là được 75. Rồi, 76 đến 75 thôi. Rồi. Hàng này là hàng xưa chứ không phải là hàng công nghiệp nha cô chú. Rồi, hàng xưa. Dạ. Rồi quay giúp anh vòng đi. Đó. Một cái rộng chữ C của chú. Nguyên cái cụm đế đó nè.
Giống lên đây lắc lắc như con rắn vậy hả? Rồi. Nửa mái mai. Thần nó cong nhưng mà nó không có suông ha, nó lắc dạ. Lượng nó lắc lắc. Nó u ra nhìn độc đáo lắm cô chú. Ở trên này thì mình mới có hoàn thiện. Nó chỉ có hai thẹo, một thẹo này với lại thẹo mặt cắt đỉnh thôi. Cái ngọn này rất là đang sung nè cô chú, cái ngọn này rất là nhanh nhanh lớn nè. Dạ. Nó ra cỡ này là nó nhanh lắm. Mình đang dẫn cái này ha. Dạ. Cây cuối clip này em giao lưu cô chú là giá 3,5 triệu. 3,5 triệu luôn cái chậu này em hả? Dạ không Khánh, chậu này nặng lắm Khánh à. Rồi, tức là không chậu ha. Dạ không chậu, giá 3,5 triệu. 3,5 triệu. Rồi. Có dạ, gì rồi. Không gọi cô chú liên hệ trực tiếp qua Quốc Anh số trên dạ. Màn hình ha cô chú. Dạ. Rất mong cô chú xem và ủng hộ cho em. Dạ, rồi cây cuối chú. Luôn ha. Dạ cây cuối luôn, mong cô chú coi và ủng hộ em ạ, à, cũng như dạ. Ủng hộ kênh tỉnh miền Tây. Mong cô rồi. Chú coi và cho em một like và một đăng ký ạ. À. Dạ rồi. Em xin cảm ơn cô chú. Rồi anh cũng xin chào em ha. Dạ. Chúc em sẽ giao lưu được thật nhiều cây. Rồi con cũng cảm ơn cô chú chị đã dành thời gian theo dõi clip. Có yêu thích thì xin mời đăng ký để ủng hộ nha cô chú. Con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Đó đây, đó đây.